Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay mình tiếp tục lên siêu phẩm đại trà 5m. 5m anh nhỉ? 5m em ơi. Cộng bộ gì đây? Là cộng 135 lại vải cộng đôi nhá. Cộng đôi 135. Con này là cộng còi anh nhỉ? Con này cộng còi. Cộng còi. Anh thật tay ngọc. Tôi thấy như là cộng giàu. Hôm nay bay một loạt siêu phẩm cho anh em. Mà nó tầm to là to rồi tắt rồi mà. Cái hàng này thì nếu mà anh em thả diều buổi chiều và thả diều ấy, tối sẽ giảm ăn khoảng độ tầm 2 bát nhá. Bình thường ăn 3 bát cơm thì sau đến tối anh em chỉ ăn được 1 bát thôi. Cố lắm là ăn được 1 bát là duy trì sự sống thôi. Đây. Đây là nghệ nhân Mạnh nhá. Đấy, giao lưu thả diều cùng anh em. Rồi, thả đây thả đây. Sao lại đi rút? Qua 5m đại trà anh em ạ, to vất vã luôn. Cồng còi 135 anh em nhé. Lại vải anh em. Lại vải hoa. Chuẩn bay anh em. Gió làm rất thì mút. Xem mà test xem âm như thế nào ấy. Ụt xem thế nào. Tối loại này mất ngủ luôn anh em ạ. Cả loại này đêm nó chậm. Chuẩn bị bay anh em nhá. 5m cộng cộng còi 135 lên. Úi. Anh em ạ. Bên lên. Lên ngon này anh em ạ. Điều lên ngon này nhá anh em nhá. Xin chào tất cả các bạn trong các video tiếp theo.